Xin chào tất cả các bác nhá. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại thì Mạnh đang có mặt ở chỗ vách đá và cũng đang tiến thẳng vào trong khu vực suối. Khu vực suối thì để đến tính hiện tại thì là bà con đang vừa rồi là đã là đổ được mặt sàn này và đưa được cái phần cống xuống và đang triển khai về xây kè cánh gà hai bên các bác. Thì và anh Sự nữa, anh Sự thì qua video trước Mạnh cũng có chia sẻ cho tới tất cả các bác cùng biết, đó là anh Sự thì đang hạ cống và đã lấp cống xong chưa nhỉ anh Sự nhỉ? Chưa, còn chưa hết ạ. Chưa hết à? Vẫn còn à? Còn nhiều không? Còn nhiều chứ. Nhiều là còn bao nhiêu viên, là còn bao nhiêu thời gian? Phải làm mới biết cơ. Phải làm mới biết à? Đá cứng quá. Đá cứng quá à? Cái tả ly ở trên đấy là hơi cứng. À thế à? Khoét cái cống ở trên là cứng một chút. Ừ. Bởi vì cái nhanh hay là chậm? Bởi vì cái khu vực đó là em Hoàng trước là đã có cậy rồi. Có một đoạn ở trên cái đầu của khe thứ hai ấy thì là nó có chỗ đấy thì nó còn hơi mềm mềm một tí thôi. Thì em Hoàng thì vẫn tiếp tục ở trên vách đá nha các bác nhá. Vách đá thì ngày hôm qua thì nó đã giảm nhiệt hơn một tí các bác ạ. Bởi vì là đến cái khu vực đấy thì nó được khoảng độ từ 3 đến 4 mét thì nó có lẫn một ít đất thôi. À lẫn một ít đá thôi. Còn phần đất thì nó có nhiều hơn. Nên là em Hoàng chắc làm khá là nhanh đúng không? Vâng. Đấy. Thì là đã đục được nhiều chưa? Đục được qua cây rẻ. À thế à, được đục qua cây rẻ rồi. Vâng. Qua cây rẻ thì qua từ hôm trước rồi. chưa đến cây đát qua cây rẻ rồi đấy. Thì hôm nay Mạnh cũng xin chia sẻ thêm với cho tất cả các bác cùng ở video này, đó là bà con là tiến hành về xây cánh gà và ở chỗ suối, và anh Sự thì vẫn tiến hành là san gạt ở cái phần chỗ hạ cống vừa qua, và em Hoàng vẫn tiếp tục ở trên vách đá. Thì hôm nay là có đây, các bác cũng nhìn thấy cái chỗ này là đang cái chỗ để lấy phần cát này để xây chỗ cánh gà. Thế nhưng mà về cái phần nguyên liệu đá ấy, thì cũng đang thiếu, thì bà con cũng đang huy động ở cái phần suối để lấy thêm đá vào để làm xây hai tường cánh gà. Thế nhưng mà khả năng khéo nếu mà ở trong video này, nếu mà cảm giác mà nó thiếu đá quá thì Mạnh sẽ di chuyển máy của em Hoàng, có thể là Mạnh sẽ di chuyển máy của em Hoàng xuống là để đục cái viên đá ở ngay đầu miệng cống nhá các bác nhá. Cái nhất là vừa mở cửa cống, và cái thứ hai nữa là lấy được cái đá đó để có thể xây luôn hai bên cánh gà để cho nó hài hòa luôn cả hai bên. Thế nhưng mà thì trên đầu vách đá thì sẽ bị phải dừng lại mất chắc 1 đến 2 ngày. Thì hôm nay mời tất cả các bác cùng theo dõi Mạnh với em Hoàng và anh Sự sẽ tiến hành vẫn mở đường nha các bác. Đây các bác đến đây thì nhìn thấy hôm nay là có hai anh này là hai anh đẹp trai nhất xóm các bác ạ. Đấy, nếu mà anh Dìn anh ấy đi Trạm Tấu Yên Bái ấy, thì là em Dư lên ngôi. Còn nếu mà anh Dìn về phát là em Dư bị xóa ngôi luôn. Đấy. Đấy, thế nhưng mà bây giờ đang lấy cát nhá. Các bác cũng biết này, đây. Mạnh có thể chia sẻ thêm cho các bác biết là đây phần cái phần cát này nó cực kỳ là sạch luôn. Đây. Rồi. Đây, sạch luôn. Mịn luôn. Đấy. Mịn như da em bé luôn. Đấy. Mà được cái nó lẫn luôn cái phần sỏi sỏi nữa. Xây nó dễ hơn đúng không hả anh Dìn? Vâng, xây nó dễ hơn. Đấy. Đào đều vào nó rất là dẻo luôn. Đấy. Nó dễ lấy như này, cứ lấy thật nhiều vào. Đấy. À cho chào phù nhá. Vâng. Đấy. Rồi. Này có xẻng thì tốt hơn đấy. Lấy về. Thôi Dư nhá, mai ngày kia chắc anh Dìn anh lại đi rồi. Đừng có buồn. Đấy. Mình mai ngày kia mình lại lên ngôi nhá. Đấy. À đây, chào Giang nhá. Có phù nhá. Đấy. Đây. Anh Sự lại tiến hành lên trên chỗ máy, em Hoàng thì lại ở trên cao. Em Hoàng lúc nào cũng ở cao nhất. Đấy, người bé tuổi nhất nhưng mà thích ở chỗ cao nhất cơ. Đấy. Anh Sự hôm qua làm quả rẻ tí nữa vỡ cả mồm mà nhờ. Bọng hết cả môi. Xì khói. Nhưng mà anh thấy không? Ăn cái quả rẻ này nó thơm không? Thơm á. Đấy, cứ thấy bảo Hoàng nó tại sao buổi trưa trưa nó ra nó bấu nó bẻ. Hóa ra là nó ăn quả rẻ đúng không? Đúng rồi. Đấy.
mấy anh em, mấy bà con ở trên này là không biết ăn quả rẻ này các bác ạ. Nó rụng đầy đường ạ. Còn ăn lần đầu tiên á. À. Đây đến đây thì các bác có thể nhìn thấy với tốc độ của bà con đang làm ở tường cánh gà ở đây nó quá nhanh luôn. Đây. Ở video trước Mạnh chia sẻ cho tới tất cả các bác cùng biết đó là mới có hạ được cái phần cống này thôi. Đấy, thế nhưng mà bây giờ các bác nhìn xem. Móng này cực to luôn nha các bác nhé. Để chống là sau này xe cộ đi có thể nó sẽ đạp ra. Đấy. Đá đây, đang vận chuyển về để xây nốt. Đấy. Thôi, let's go. Anh Sự lên thôi, em Hoàng nó lên thôi. Đấy. Cái chỗ này thì sau này sẽ nó sẽ cao tầm này các bác. Đây. Đó. Nó sẽ ở cái khoảng đó. Sau là còn chèn vữa các kiểu ở chân này nữa. Đây bên này là sắp bằng rồi. Sau này là nuôi đến tận chỗ kia luôn. Đấy. Đấy. Ôi rồi, sao đấy? Hả? Ôi, chân anh ngắn quá. Chân ngắn à? Chân dài thế. Ngắn. Đấy. Đây mọi người thì còn đang phải vác đá từ trong khe suối rồi các bác. Chào anh Chính nhá. Chào nhá. Đấy. Trong đấy còn nhiều đá không hả anh Pao? À, phải đăng đập ở trong đấy à? Có đủ xây được bên này không? Mấy cả bên kia không? Mót thì đá này chắc vẫn đủ. Mót thì đủ thôi à? À. Đây là sẽ cho máy xuống là sẽ đục viên này các bác. Bởi vì viên này là kiểu gì nó cũng mắc ở cửa cống này. Đục viên này luôn để xây bên này luôn. Cái cánh gà bên này nó dài hơn. Bên này nó sẽ phải dài kéo dài lên tận đây cơ các bác. Đây này. Đấy. Và bên này nó cũng tới tận đây nữa. Nó không ngắn như kiểu hai bên kia đâu. Hai bên kia thì nó rất là ngắn đó. Sau là làm xong cái này là sẽ đổ bê tông hết. Mặt từ bên chỗ chân khu vực chỗ anh Dìn kia. Đấy. Kéo dài sang đến tận đây luôn nhá các bác. Đây lên đến tận chỗ Mạnh này. Đấy. Kéo dài lên tận đây luôn. Sau này nước có to thì nó có tràn qua khu vực này thì là yên tâm. Đây các bác nhìn, đang xem trong này đang vác đá. Bây giờ chào chú Dìn nhá. Vâng. Trong này cũng phải đập nhỏ ra. Bây giờ đi dậy thì khá ướt hết. Ôi. Nguyên ở trong đấy là anh Báo. Đấy, đi mót từng viên luôn. Anh Chính không chơi được hòn kia à? Hòn đằng sau ấy. Ừ, hòn này to quá. To quá à? Ừ. Ấy, anh Tỏa cứ pha nhỏ ra thế là được rồi. Không rác nổi, phải pha nhỏ đấy. Đấy, hòn này có pha không? Hòn này pha được không? Này không vỡ đâu. Không vỡ à? Anh đã chơi chưa? Dài lắm. Chơi các kiểu rồi chứ. To quá, nó tròn. Đâu thử nào, thử mấy nhát nào. Già đấy. Các bác cũng biết là kinh nghiệm của bà con đồng bào người Mông ấy là đập đá và xây kè đá là cực đẹp luôn nhá. Ấy, sắp ra rồi đấy. Ra đấy. Thấy rụng hết rêu ra rồi. Vỡ chưa? Đấy đấy, vết nứt đấy rồi. Đấy. Đấy. Ra đấy. Đấy nghe pộp pộp rồi. Đấy.
nó sạch nha. Đấy, phộp rồi ơi. Ra luôn rồi. Đấy, nhưng mà giờ ai làm nào vác được biên đấy ra ấy. Ấy, ra luôn. Đấy. Chú Dìn chơi được viên này không? Được ấy. Được không? Được, viên này được ấy. Cũng được. Đối đôi ra. Lắm. Ấy rồi vỡ toang luôn. Bây giờ lên được không? Ủa may viên này nó mỏng nhá, nhưng mà cũng nặng đấy. Ấy nay sắm búa cán mới rồi nhờ. Này thao hồ chắc. Lấy tiếp trong này chứ hả anh Tỏa? À thế à? Bây giờ ra thôi à? Đâu anh làm nốt viên này thôi. Để em cầm búa ra cho. Này thoải mái tường hai bên rồi đấy. Tường này đang xây rộng tầm khoảng độ 70 phân nha các bác. Toàn đá bự. Đây thấy còn mỗi hai bao xi ở Bắc Phú. À ngoài kia vẫn còn một hai bao nữa gì. Thế này thì mai lại phải chở xi rồi. Thank you.
Ấy. Bác Phù xây à? Đây vẫn đang lấy đá tiếp nha các bác. Đây. Phải có đá bé mới được, đá nguyên đá to không xây được đâu. Quả nhớ nhá. Sau lên đến cái đoạn mà gần đến cái đoạn cốt không ấy, xây nó lôm nhôm ở trên mặt này thôi. Đoạn này cứ để nó lôm nhôm thôi. Con đá đủ nó mới ăn. Ờ đúng rồi đấy. Sau này nó mới ăn. Ý là để thật lôm nhôm các bác ạ, sau là lúc nào đổ bê tông cái là kẹp mà cốt pha ván hai bên này cái là đổ liền luôn, tràn luôn sang thì nó sẽ cái bê tông nó sẽ găm xuống dưới này. Ở đây ông giáo tỉnh rồi. Đây. Đổ ốm. Thank you.
Đây sau bên này phải chèn hết như này nhá bác Phù nhá. Đây là cái khe này. Những khe này phải chèn kỹ hết đây. Lấy đá bể nhuyết vừa trước. Đó. Lấy nhuyết thì cắt. Nó không phải bắt đầu không có chưa rồi. Không, không phải bắt đầu cũng đi. Chỗ này cho tí vữa vào giáp đây đã chứ. Đây huy động đây rất là đông các bác. Trong kia là 5-6 người đang vác đá. Ngoài này nữa 5-6 người nữa. Sẵn thì không có tớ này. Chỗ kia anh Chính cáo phải khơi cái chỗ đất kia đi để đá nó cắm được vào viên to kìa. Cao cả mấy cây cỏ đi. Đấy nó cắm được vào viên đấy cơ, bác Phụ ạ. Viên đá này là một viên đá rất là to các bác. Xây đè lên đấy. Sau này nó mới yên tâm được. Ây da, viên giàng to ấy. Đây cho hẳn lên trên kia. Chị đằng sau bác Phù ấy. Đấy. Đấy.
Ở trong kia hết rồi à anh Tỏa? Đá trong này hết rồi à? Thế này khác, chắc là chỉ đủ xây hai bên kia rồi. Anh vừa chỗ suối lên nha các bác nhá. Lên chỗ máy anh sự. Đây đoạn này là 12 cửa cống rồi. Đã hạ xong, bây giờ là đang chờ lấp. Vừa rồi là đáng nhẽ là cái phần đất múc ở dưới cái rãnh này lên nên là để lên trên, nhưng mà về sau là vẫn còn cái phần đá ở trên này nữa. Thế nên là vẫn phải múc đá ở trên này mang xuống. Bây giờ anh sự gẹn được chỗ này ác ấy nhờ. Đoạn này cũng mềm chứ nhờ. Thank you.
Này anh phải xoay dọc máy ra. Máy anh phải đi dọc như này này. Bây giờ anh đứng như này, tí nữa anh múc kiểu gì? Anh phải múc giật lùi xuống như này chứ. Anh xoay máy luôn đi. Anh Sự ơi, anh xoay máy luôn đi. Thế này tí nữa đi đâm vào kia, lấy đâu có chỗ mà múc nữa. Đấy, cho nó rơi hết đất đây đã. Trong này nó vẫn còn nhiều đất lắm. Vào chỗ này đi. Vâng, bắn hẳn máy sang cái đầu nó sang bên này đi, xong à dịch vào đây cái là múc ở chỗ kia là quăng ở đây luôn thôi. Sao không tới? Bây giờ anh cứ dịch máy anh sang bên kia đi, đầu này này. Đấy, san san chỗ này ra. Đấy, lùi máy lại tí nữa đã. Lùi máy lại tí nữa thì mới gạt được chỗ đấy.
bây giờ như này anh chưa ơi. Anh phải tiến thẳng để nguyên như thế, tiến thẳng vào đây đã, xong rồi ra đến chỗ này rồi anh mới bắn ra bên kia. Sao đấy giờ nhớ à? Rồi quay đầu lại, chống bắn đầu này vào đây. Anh chờ em bảo nhá. Anh quay thẳng gần ra đây em bảo. Quay thẳng gần ra. Thẳng ra tí nữa. Thẳng ra đi. Thẳng gần ra đi. Rồi. Ví dụ nhá, anh chống lên anh muốn bắn sang trái. Sang trái là sang bên này nhá, đúng không? Thì anh hình dung là anh đang sẽ phải kéo như này. Đúng không? Đây, anh kéo đúng như này đi. Anh kéo như này xem phải là cái máy nó dịch sang trái không? Đấy. Đúng không? Anh kéo ngược lại thì nó sẽ sang bên phải. Đúng không? Thì muốn sang trái thì phải đấm quay toa bên phải thì nó mới đẩy được sang trái. Muốn sang phải thì đấm quay toa bên trái. Mình phải nhớ là như kiểu chuẩn bị mình di chuyển bằng tay này. Nhớ chưa? Đúng chưa? Đấy. Thì mình sẽ dẫm đúng chân như thế. Kể cả là anh bây giờ anh chưa quen nhưng mà anh sẽ phải nhớ cái đợi đấy trước. Xong rồi anh hãng làm. Hiểu chưa? Chứ không anh cứ chống lên anh ấy đấm linh tinh. Hiểu chưa? Anh cứ hình dung là nó phải như thế nào. Và kể cả là anh hơi thử nó trước một tí cũng được, để sau anh sẽ quen. Nhớ nhá. Không được bấm mơ bấm lợi, không được nắm chặt tay quá. Về luôn, nếu mà chỗ nào được rãnh là cho rãnh luôn nhá. Anh Sư ơi, cho đất sang đây. Cho đất thẳng ra đường cái này. Đấy, chỗ này cứng rồi. Bây giờ Mạnh sẽ lên đến chỗ máy em Hoàng nha các bác nhá. Máy của em Hoàng thì đang phải cắt cơ lên thêm một tí nữa các bác ạ. Bởi vì đoạn vách này bắt đầu nó lại cao lên. Hôm trước là Mạnh có chia sẻ cho các bác là máy làm được đến chỗ khu vực này. Thế nhưng mà được có một tí đất ở khu vực này ngoài này thôi. Đoạn này cao quá không vớn tới à?
cố gắng nuôi cái đường này nó vào đến tầm này các bác. Đúng bằng cốt này. Và cốt này nó theo cái đường cũ ở tầm dưới này thì bắn đá nó sẽ nhanh hơn. Mù rơi say, lò rơi say. Nhân lực bà con lên đây để cào vách ở cái không như này là rất là chật. Cái phần tâng tấp lên như này bao giờ nó cũng hẹp lại. Bây giờ đục đến đây là hết cần rồi nhưng mà khả năng đường vẫn nhỏ.
đường bé tí luôn. Thôi bên kia chưa có đâu, chân bên kia chưa được đâu. Nó vách đá đấy. Phải đục thêm chân kia nữa đã. Mạnh vừa ở trên máy em Hoàng xuống các bác nhé. Đang xuống xem anh Sự rồi. Đây anh gạt luôn vào đây anh Sự ơi. Đấy gạt ngay vào chỗ đầu bên này được. Đấy. Ngoài thấp vừa thôi. Ngoài đấy thấp vừa thôi, cho cao cao lên một tí. Thank you.
Anh Sự ơi, anh cứ múc dứt khoát được cầu nào lên được cầu đấy, đừng kéo kéo thế, nó lại bệt quay toa đấy. Đấy anh cứ nhấc hẳn lên. Ê. Ôi à, dẻo phết đấy. Dẻo mà. Ây à, ây à. Nhanh quá. Ở đấy, mấy gầu này thấy đẹp đấy. Về thao tác của anh Sự này có vẻ là được khoảng, nếu mà để chấm điểm thì có thể là được khoảng độ điểm 5 rồi các bác ạ. Chứ còn về phần di chuyển các kiểu nữa thì gần như anh Sự là khoảng độ 2 điểm. Nhưng anh cũng đang cố gắng rồi các bác. Anh này lùi vào trong kia à? Anh Sự ơi, anh tiến máy vào trong ấy đi, xong là quăng đất ra đằng sau máy này, ben kìa. Quăng ra ngoài này, quăng lên đâu kê luôn lên đấy. Chỗ này thì phải quăng rất là xa các bác, phải quăng tít từ phía bên trên kia ra cơ. Phải hai tầm mới tới được. Thôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo. Giờ thì Mạnh phải lên chỗ máy của em Hoàng nhé các bác. Bởi vì trên đấy em Hoàng có mỗi một mình. Trong khi đó là đường lại đang rất là hẹp.